Ơi, dê, dê, ui, xe bên, let's go. Ê, dê, ui, ui, tao có vài thằng bạn, thế là cũng không nhìn nên tao nói mở lô xuống tao với tao. Mỗi bạn thì bớt nè, nhưng mà có mấy thằng tất sân si rồi ngồi sẽ mỏi tao. Tụi nó vẫn cứ muốn khơi màu, tụi nó vẫn cứ muốn chơi tao. Nhưng mà những người đó chúng mày thì cười nói, nhưng sau lưng tụi mày chơi giáo. Người đời luôn nói đúng, nếu mà muốn chơi thanh thì xin đừng dính tới tiền bạc. Trong mày tao nhìn chúng, nhưng mà mày hơi đơn, làm sao mày hình như để tao chuyện đẹp. Nhưng mà mày mới đợi tụi mày uyên bác, mà để dành cho mày không nói về chuyện khác. Tao có thể ngồi để đứng mày cả ngày mà cũng có trái cũng còn phải nghe bùi. Lúc này tao như thành niên rap. Ây, tao đã thấy ở mày cái cách chơi. Yeah, làm tao với nhiều người đồ đi la lên mà khắp nơi. Yeah, thắng được tao vài lần, ưu tiên là mày lỗ ách rồi. Yeah, mà sao đối với chính mình cũng cá nhân cái mà rách tới. Ây, mà tao biết mày luôn sống như vậy. Sao chỉ nghĩ cho bản thân chứ mày đã quan tâm đó là chứ bạn hay chứ thầy. Mà cho tao được gì tao đâu thấy, mà chơi tao vốn này cũng đâu đấy. Đôi lúc làm người tốt tao cho mày cười nốt, rồi gặp tao thì mày biết là sao đây. Mày chỉ thích đi ăn vụng, chỉ trông thì lợi dụng. Có bia là mày cụng, tới tiền là mày bùng. Sống như mà ông hoàng, có cả mà đóng bại. Chơi bận có công đoạn, không có ai mà không mày. Chỉ biết tới lợi ích, nói gì cũng vô ích. Mà là thằng tô xích, cái đời chỉ vợ đích. Và ta cũng khá khen, gặp tao là quá đen. Mấy tình anh quá quen, tới loại chỉ đánh lén. Yeah, diss mày không cần phải chửi thề. Đem mình ra rồi tao làm lễ tế. Đôi như mày tao không đi kể lễ. Thành như mày tao không đáng để nể. Mày đi thì tao phải nhường bước. Suy nghĩ nó tao lưu lường trước. Làm mọi thứ đều có thể đạt được. Chứ với mày chơi khác như đặt cược. Coi lại mà còn mới tại anh em. Giờ lúc mình thì vui vẻ nhưng tao đứt đòi lại. Thì mày là giờ tao nhanh quên. Chơi vậy thì không có xanh mến. Lấy lòng rồi đừng với anh mến. Mày bảo từ người này xanh rồi qua tới người khác. Chẳng muốn có được lợi thì làm sao mà nhanh bền. Ôi, giờ giờ tao diện làm gì khi mày không còn tí gì. Cái gọi là liêm sĩ. Cứ thể hiện làm chi đừng tới tao. Đừng hỏi tại sao thì tao là đi nhỉ. Nhưng mới móc về tao luôn tinh vi. Giờ cho mày còn một người sẽ khinh bỉ. Tao không phải Google Maps nhưng vẫn tìm ra được sự như bản của mày mà không có định vị. Tao với mày thì nên tới đây thôi. Như tới mày toàn mới tôi quay rối. Cuộc đời mày cứ như vậy đã đẹp khác. Mày sẽ không thấy ánh sáng mà mày sẽ thấy tối. Con đường mày đều không thấy lối. Con người mày thì để đấy tội. Tao đã qua bao cạm bẫy rồi. Quả báo rồi mày sẽ thấy thôi. Đơn giản rồi đối nhân xử thế. Sao như vậy và làm người tử tế. Sao phải đẹp để thế là chữ nghệ. Chứ đừng để bản thân mày ô uế. Tôi không cần phải nói nhiều cho mày. Tại mày bà không chưa hết cho mày. Góc đầu không nổi cho mày. Thời xong thì chết nên cái mày tốt hơn. Đã trẻ bấy nhiêu cũng chưa đủ ngồi với nhà. Để chứ mình đã 2 giờ với chưa ngủ. Tao mong xã hội này rồi sẽ sớm đào tại mày. Lúc đó thì mày không còn có cơ hội để giải bài. Mới tặng anh em của mày chẳng thể nào mà giải bài. Đặt mày xuống đi vào vực rồi mày sẽ tới hải ngay. Yeah.